Tử vi tuổi Đinh Hợi 1947, tháng 7 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin quý hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu ra các nguyên lý mà người xưa dựa vào để xây dựng nên thuật phong thủy. Ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định. Từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách, giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi các hung nạp vận của những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 diễn ra như thế nào? Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây của chúng tôi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 7, tức ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Quý Tỵ. Ngày âm lịch 18 tháng 7, tức ngày 25 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Ất Tỵ. Ngày âm lịch 30 tháng 7, tức ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Tỵ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Hợi sinh năm 1947. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 7, từ ngày mùng 10 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Dần, nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 7, từ ngày 22 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Nhâm Dần, nạp âm Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch 27 tháng 7, từ ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Giáp Dần, nạp âm Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Những gia chủ tuổi Đinh Hợi sẽ cần cẩn trọng đến sức khỏe của mình. Xem tử vi cho thấy trong tháng này, con giáp tuổi Hợi khá lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Mọi người cứ mải chạy theo những điều hư vô trong cuộc sống, nhưng bỏ quên đi người quan trọng nhất, đó là chính mình. Ở tuổi này, cơ thể đã yếu nhược, ăn không ngon miệng, nếu đang ốm đau, bệnh tật, khó hồi sức,
Gia chủ nên tâm sự với con cháu về những vấn đề của mình để nhận được lời động viên tinh thần thì sẽ vui vẻ và sức khỏe mới mong được cải thiện. Một phần lý do mà gia chủ không có khả năng thích nghi với thời tiết nhanh như những người khác. Lúc này đã là tiết hè, trời nắng nóng cao độ, bản mệnh dễ thiếu vitamin dẫn đến viêm loét miệng, táo bón, cần chú ý hơn về ăn uống. Bên cạnh đó, người tuổi này cần lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bản thân vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Bình âm hỏa gặp bình dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, trong ngày này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Đặc trưng tính cách của người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật, rất ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bản mệnh gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải, vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, sợ dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khôn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, cần suy nghĩ kỹ thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Trong công việc có trách nhiệm cao, luôn đưa ra những giải pháp tốt. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tổng quan về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Hợi không được tốt, phần nhiều là do con giáp này lo lắng, suy nghĩ quá nhiều, khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn khỏe mạnh, trước tiên các bác phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Để khí huyết lưu thông, bản mệnh đừng quên massage cơ thể, sử dụng đồ uống, giúp hoạt huyết hoặc tốt nhất là tập yoga để toàn bộ cơ thể được điều hòa, cân bằng. Cây phong thủy Gia Cát khuyên quý gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mọi người nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tổng quan về tình cảm, gia đạo. Xem tử vi Đinh Hợi sinh năm 1947, các mối quan hệ gia đạo trong năm đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo vô cùng êm ấm. Nhìn chung gia đạo rất an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn, xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hòa giải, tốt đẹp. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người ở bên cạnh để chia sẻ kịp thời.
nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần thường xuyên quan tâm, hỏi han, có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đồng niên để có người bầu bạn, sẻ chia, tinh thần phấn chấn hơn. Ngoài ra ở tuổi này, mẹ chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn, hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp, quản lý quá chặt chẽ sẽ gây khúc mắc giữa hai bên. Trên đây, Phi Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình tử vi của những người tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý gia chủ thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của gia chủ Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 7 âm lịch. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.